Thì trước mặt các bác đây đó chính là bộ bàn ghế khổng tử với chất liệu gỗ là gỗ mun đôi công, và mẫu kệ tivi sừng trâu cũng là gỗ mun đôi công các bác nhé. Và cái bộ khổng tử này là bên xưởng nhà em hoàn thiện ra là hàng số món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Thì em xin báo giá công khai luôn bộ bàn ghế riêng và kệ tivi riêng. Bộ bàn ghế này thì bên xưởng nhà em đang bán với giá là 36 triệu, và kệ tivi giá 11 triệu các bác nhé. Bộ bàn ghế riêng giá 36 triệu, kệ là 11 triệu cái bộ khổng tử này.